Thật ra thì những cái sản phẩm vitamin C ở trên thị trường và trong da liệu thẩm mỹ thì nó cũng đã có rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì để tìm kiếm một cái sản phẩm mà tương đối hoàn hảo thì chúng ta mong chờ nhiều cái khía cạnh lắm. Mong chờ ở cái chất lượng này, mong chờ ở một cái bảng thành phần đẹp, mong chờ một cái công thức làm sao để mà không có bị oxy hóa, dễ dàng trong cái việc bảo quản sử dụng. Và nếu như nó đi kèm với một cái mức giá phải chăng và từ một cái công ty uy tín chuyên nghiệp thì nó sẽ càng tuyệt vời hơn nữa. Thì hy vọng rằng là với sản phẩm vitamin C mới lần này của Minh Phương sẽ là một cái người hùng mới để mà hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ cũng như là cho người dùng trong cái hành trình gọi là chăm sóc và lấy lại cái vẻ đẹp tự nhiên của làn da.